Thưa quý vị, tai nạn thương tích có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu và nếu được sơ cấp cứu đúng cách kịp thời, người bị nạn sẽ giảm tình trạng thương tật. Trước những hiệu quả thấy rõ, hoạt động sơ cấp cứu tại cộng đồng được các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng quan tâm phổ biến, nhân rộng. Đuối nước, đột quỵ, điện giật, bỏng, rất nhiều trường hợp chỉ vì thiếu các kỹ năng sơ cứu mà để lại hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu rất quan trọng, đặc biệt đối với lực lượng công an, những người đi làm nhiệm vụ thường xuyên có mặt tại hiện trường tai nạn. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố, Công an thành phố tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tai nạn thương tích, tai nạn giao thông đường bộ cho 400 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an thành phố, thanh tra giao thông thành phố và lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông các quận huyện, phường xã. Qua cái đợt tập huấn lần này thì chúng tôi cũng đã thấy là rất là có ý nghĩa vì được trang bị thêm một số kiến thức cơ bản của Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cái sơ cấp cứu về theo cái công nghệ mới. Và nếu như mở rộng hơn nữa thì có thể là các cái người dân được tiếp cận mà khi đi đường gặp cái tai nạn giao thông thì người ta có thể sơ cấp cứu được ngay ban đầu, giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông đến để tiếp cận cái hiện trường. Qua tham gia các lớp tập huấn, lực lượng cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trở thành những hạt nhân tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích ở cơ sở, cùng các cơ quan đơn vị chức năng giúp cộng đồng biết cách phòng chống tai nạn thương tích từ những việc nhỏ. Hiệu quả của các điểm sơ cấp cứu cộng đồng đã được khẳng định với hàng ngàn trường hợp được hỗ trợ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình này gặp không ít khó khăn. Năm 2023 này, chúng tôi sẽ xây dựng, tiếp tục và trình phê duyệt cái đề án là sơ cấp cứu cho các bậc học trong trường học phổ thông và cũng tiếp tục tham gia các cái khóa huấn luyện sơ cấp cứu tại các cái doanh nghiệp, tại các cái cộng đồng khu dân cư. Và đối với lực lượng tình nguyện viên mà tại các điểm sơ cấp cứu an toàn giao thông thì hầu như năm nào chúng tôi cũng phải tập huấn nhắc lại để cái kỹ năng đó nó thuần thục và người ta có thể tham gia được chủ động và tích cực hơn. Với tinh thần đồng hành với người vượt khó, trợ giúp kịp thời cộng đồng dễ bị tổn thương, mạng lưới Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã đang chủ động nhân rộng mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ, điểm sơ cấp cứu cộng đồng. Đó cũng là giải pháp góp phần chăm sóc sức khỏe người dân từ cơ sở, không để ai bị bỏ lại ở phía sau.